Phó Tổng thống Kamala Harris tập trung vận động tại các bang bức tường xanh. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang ngày càng đến gần, và Phó Tổng thống Kamala Harris đã quyết định tập trung nguồn lực vào các bang chiến lược như Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Đây là những bang mà chiến dịch của bà Harris coi là trọng điểm nhằm bảo vệ và củng cố sự ủng hộ của cử tri Đảng Dân Chủ. Theo kế hoạch, bà Harris sẽ tham gia vào chuỗi sự kiện vận động quan trọng tại các bang này, đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong chiến dịch tranh cử của bà. Chiến dịch của bà Harris đang nỗ lực chi tiêu và vận động tại các bang được coi là bức tường xanh, thuật ngữ chính trị ám chỉ những bang truyền thống ủng hộ Đảng Dân Chủ trong suốt nhiều thập kỷ qua. Bức tường xanh bao gồm 18 bang và thủ đô Washington DC, nơi Đảng Dân Chủ luôn giành chiến thắng trong mọi kỳ bầu cử Tổng thống từ năm 1992 đến năm 2020. Tuy nhiên, năm 2016 đánh dấu một bước ngoặt, khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng tại ba bang quan trọng là Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, giúp ông đắc cử Tổng thống. Chính vì thế, việc đảm bảo chiến thắng tại những bang này được xem là ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch của bà Harris, đặc biệt khi ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 năm 2024 đang cận kề. Theo phóng viên thông tân xã Việt Nam tại Mỹ, bà Kamala Harris đã lên kế hoạch cho một loạt sự kiện vận động có ý nghĩa quan trọng tại các bang chiến trường. Vào ngày 17 tháng 9, bà sẽ tham dự một cuộc phỏng vấn của Hiệp hội Nhà báo da màu quốc gia tại Philadelphia, Pennsylvania. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm tiếp cận và kết nối với các nhóm cử tri thiểu số, những người có vai trò quan trọng trong việc định hình kết quả bầu cử ở bang này. Sau đó, vào ngày 19 tháng 9, bà Harris sẽ hợp tác với ngôi sao truyền hình nổi tiếng Oprah Winfrey trong sự kiện được truyền hình trực tiếp mang tên Unis for America, đoàn kết vì nước Mỹ tại Michigan. Sự kiện này có sự tham gia của 140 tổ chức cơ sở khác nhau, tạo ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong cộng đồng địa phương. Oprah Winfrey, một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, được kỳ vọng sẽ thu hút sự chú ý của đông đảo cử tri trong bang, đồng thời tăng cường sức mạnh cho chiến dịch vận động của bà Harris. Ngày 20 tháng 9, bà Harris sẽ tiếp tục cuộc vận động của mình tại Wisconsin, nơi bà đã có nhiều hoạt động từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử vào tháng 7. Đây sẽ là lần thứ tư bà Harris trực tiếp vận động cử tri tại bang này thể hiện cam kết của bà trong việc giành lại sự ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri nơi đây sau thất bại của Đảng Dân chủ tại bang này vào năm 2016. Đội ngũ vận động tranh cử của Kamala Harris đã triển khai một chiến dịch quy mô lớn tại ba bang trọng điểm này, với sự tham gia của hàng trăm nhân viên. Những người ủng hộ chiến dịch tại Wisconsin đã tích cực cử gõ cửa hơn 500.000 ngôi nhà để tiếp cận cử tri và đăng ký hơn 3.000 tình nguyện viên mới kể từ sau cuộc tranh luận gần đây giữa bà Harris và cựu tổng thống Donald Trump. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược chi tiêu hiệu quả, đội ngũ của bà Harris hy vọng có thể tạo ra một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ tại các bang này, giúp bà củng cố vị thế trong cuộc đua Tổng thống năm 2024. Các bang Wisconsin, Michigan và Pennsylvania đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Đây là những bang giao động swing states có khả năng quyết định kết quả bầu cử và chiến thắng tại các bang này có thể mang lại ưu thế đáng kể cho bất kỳ ứng cử viên nào. Trong cuộc bầu cử năm 2020, Tổng thống Joe Biden đã giành lại ba bang này từ tay Donald Trump, giúp ông đạt được chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên, các bang này vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức đối với các ứng cử viên đảng Dân Chủ, do cử tri nơi đây có xu hướng giao động giữa các kỳ bầu cử. Điều này đòi hỏi bà Harris và chiến dịch của bà phải tiếp tục đầu tư và nỗ lực hết mình để duy trì sự ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri, đồng thời ngăn chặn sự tai xuất của các ứng cử viên đảng Cộng Hòa tại các bang này khi ngày bầu cử tổng thống đang ngày càng đến gần, cuộc đua trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Kamala Harris, với tư cách là phó tổng thống đương nhiệm và là một trong những gương mặt đại diện hàng đầu của Đảng Dân Chủ, đang đặt cực lớn vào các bang bức tương xanh để đảm bảo một chiến thắng quyết định cho chiến dịch của mình. Các sự kiện vận động sắp tới của bà Harris tại Pennsylvania, Michigan và Wisconsin không chỉ là những hoạt động chiến lược trong chiến dịch tranh cử mà còn thể hiện cam kết của bà trong việc đấu tranh vì những giá trị và lợi ích của cử tri Đảng dân chủ. Với sự tham gia của các nhân vật nổi tiếng như Oprah Winfrey và sự ủng hộ từ các tổ chức cơ sở, chiến dịch của bà Harris hứa hẹn sẽ tiếp tục gây tiếng vang lớn trên khắp nước Mỹ. Cuộc tranh luận giữa Harris và Trump tác động lớn tới bầu cử tổng thống Mỹ. Cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9 vừa qua giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đã thu sự chú ý lớn khi làm nổi bật sự khác biệt sâu sắc giữa hai ứng cử viên về các vấn đề như phá thai, nhập cư và dân chủ. Bà Harris liên tục chỉ trích Trump về việc không chấp nhận kết quả bầu cử năm 2020 và vai trò của ông trong việc lật ngược quyền phá thai tại Mỹ. Trong khi Trump phản công bằng cách cáo buộc bà quá tự do và liên kết bà với những chính sách của Tổng thống Joe Biden. Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 tháng trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 tạo ra một thời điểm quan trọng để cử tri đánh giá sự khác biệt giữa hai ứng cử viên. Theo khảo sát nhanh, khoảng 6 trên 10 người xem đánh giá Harris đã thể hiện tốt hơn mong đợi, đặc biệt về các vấn đề như phá thai và bảo vệ dân chủ, trong khi Trump vẫn giữ vững ưu thế về kinh tế và nhập cư. Cuộc tranh luận không thay đổi nhiều quyết định bỏ phiếu của cử tri, nhưng đã định hình rõ hơn bức tranh tổng thể của cuộc đua Tổng thống năm 2024 cả hai ứng cử viên đều thể hiện sự khác biệt rõ ràng trong tầm nhìn và chiến lược cho tương lai của nước mỹ kamala harris đang cố gắng xây dựng hình ảnh của mình là một ứng cử viên của sự thay đổi mang lại một hướng đi mới cho nước mỹ bà nhấn mạnh rằng bà không phải là joe biden hay donald trump mà đại diện cho một thế hệ lãnh đạo mới có thể giải quyết những thách thức hiện tại của nước mỹ bà đã sử dụng cuộc tranh luận để củng cố hình ảnh này nhấn mạnh sự đối lập giữa mình và trump về phía trump Ông tiếp tục sử dụng những thông điệp mạnh mẽ về kinh tế và nhập cư, nhấn mạnh rằng chính sách của ông là cần thiết để khôi phục sự thịnh vượng và ổn định cho nước Mỹ. Mặc dù có những lúc bị Harris đẩy vào thế phòng thủ, Trump vẫn giữ vững lập trường rằng ông là người duy nhất có thể đưa nước Mỹ trở lại đúng hướng. Cuộc tranh luận giữa Kamala Harris và Donald Trump là một phần quan trọng trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, khi cả hai ứng cử viên đều cố gắng khẳng định vị thế của mình trong lòng cử tri. Dù cuộc tranh luận không mang lại tác động lớn ngay lập tức đến lá phiếu của cử tri, nhưng nó đã giúp định hình thêm bức tranh tổng thể của cuộc đua đến Nhà Trắng, Giáo sư Wagner nhận định, các cuộc tranh luận không phải lúc nào cũng thay đổi kết quả cuối cùng, nhưng chúng giúp người dân hiểu rõ hơn về các ứng cử viên và vấn đề mà họ đại diện. Điều này đặc biệt quan trọng trong một cuộc bầu cử đầy biến động như năm 2024, khi cử tri đang tìm kiếm những lựa chọn rõ ràng giữa hai tầm nhìn rất khác biệt cho tương lai của nước Mỹ. Trong bối cảnh chính trị hiện tại, cuộc tranh luận này đã cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về cả hai ứng cử viên, từ đó giúp cử tri hiểu rõ hơn về sự khác biệt về lập trường và chiến lược mà họ mang lại. Dù kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử vẫn chưa thể đoán trước, cuộc tranh luận này chắc chắn sẽ là một phần không thể thiếu trong hành trình quyết định của cử tri Mỹ. Tác động từ sự ủng hộ của Taylor Swift đến chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Sự ủng hộ của ngôi sao nhạc pop Taylor Swift dành cho phó tổng thống Kamala Harris đã thu hút sự quan tâm lớn trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ 2024. Nhiều người kỳ vọng rằng sức ảnh hưởng của Swift có thể giúp thu hút thêm sự ủng hộ từ cử tri trẻ tuổi cho bà Harris, đặc biệt trong bối cảnh cuộc đua giữa bà Harris và cựu tổng thống Donald Trump đang diễn ra quyết liệt. Theo hãng tin AP, Taylor Swift đã kêu gọi hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội đăng ký bỏ phiếu sau khi tuyên bố ủng hộ bà Harris trong bài đăng ngày 10 tháng 9. Cô cho biết bà Harris là người đấu tranh cho các quyền và những giá trị cần được bảo vệ và khuyến khích cử tri trẻ tuổi tham gia vào cuộc bầu cử. Bài đăng này đã thu hút 10,4 triệu lượt thích và đẩy lượng truy cập trang web đăng ký bỏ phiếu của chính phủ Mỹ lên tới 405.999 lượt trong 24 giờ. Mặc dù việc Taylor Swift ủng hộ Harris tạo ra nhiều cuộc thảo luận, câu hỏi đặt ra là liệu sự ủng hộ của người nổi tiếng có thực sự ảnh hưởng đến kết quả bầu cử? Trong quá khứ, một số ngôi sao lớn như Oprah Winfrey đã có tác động đáng kể giúp tăng số phiếu bầu cho Barack Obama vào năm 2008. Tuy nhiên, nghiên cứu khác lại chỉ ra rằng ảnh hưởng của người nổi tiếng thường không đủ mạnh để thay đổi xu hướng chính trị, như trường hợp của Jack Loney và Angelina Jolie. Các trợ lý của bà Harris hy vọng Swift sẽ tiếp tục tham gia vào các sự kiện vận động tranh cử, đặc biệt là tại bang Pennsylvania, một bang chiến trường quan trọng. Dù vậy, việc liệu sự ủng hộ của Swift có thể thay đổi kết quả cuộc bầu cử vẫn còn là một ẩn số. Nhiều chuyên gia và nhà nghiên cứu như giáo sư Margaretha Penley từ Đại học bang Arizona vẫn hoài nghi về tầm ảnh hưởng thực sự của Swift trong lĩnh vực chính trị. Theo bà, các sinh viên của mình cho biết họ quan tâm đến những người nổi tiếng trong các vấn đề cá nhân, nhưng khi nói đến chính trị, họ vẫn cần nghiên cứu và tự đưa ra quyết định. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sự ủng hộ của một ngôi sao lớn như Taylor Swift có thể làm tăng sự chú ý đến chiến dịch của bà Harris và khuyến khích những người trẻ tuổi tham gia vào quá trình chính trị. Trong bối cảnh bầu cử Mỹ 2024 đang đến gần, cả hai chiến dịch tranh cử đều sẽ cố gắng tận dụng tối đa những nguồn lực và ảnh hưởng có sẵn để đạt được lợi thế trước ngày bầu cử.